Thưa quý vị, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng thực hiện thành công mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Xác định rõ điều này, Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5 đã triển khai các giải pháp đồng bộ, cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chất lượng, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hôm nay, ông Đinh Mười là cán bộ quân đội nghỉ hưu tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, đến tái khám, theo dõi tình trạng bệnh huyết áp theo lịch hẹn. Việc có bảo hiểm y tế giúp ông yên tâm hơn trong quá trình khám chữa bệnh, chi phí thuốc men. Khi chúng nghỉ hưu thì bảo hiểm y tế sẽ chuyển về Bệnh viện 17 quân khu 5. Và trong quá trình thời gian điều trị ở đây, y bác sĩ Bệnh viện quân y 17 là rất tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm. Chú điều trị từ năm 2007 đến giờ thì bệnh ngày còn tốt hơn so với lại trước. Là bệnh viện tuyến cuối quân khu, để nâng cao chất lượng điều trị, nhất là với đối tượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bệnh viện Quân y 17 đã chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn, chẩn đoán, áp dụng nhiều thiết bị, kỹ thuật mới trong khám điều trị. Thủ tục khám chữa bệnh từng bước được cải cách, đơn giản hóa, từ 8 còn 6 bước, giảm thời gian chờ đợi và đi lại của bệnh nhân. Bệnh viện đã đầu tư cái hệ thống mà trang thiết bị về kỹ thuật bấm số tự động để cho bảo đảm về vấn đề bệnh nhân khám bảo hiểm y tế cũng như quân nhân được khám bảo đảm là theo thứ tự, tránh cái vấn đề ùn tắc, ùn ứ cục bộ. Thứ hai nữa là bệnh viện có cái hệ thống khám theo cái thứ tự đối với quân nhân thì được ưu tiên ngay từ ban đầu, là đảm bảo cho quân nhân khám được ưu tiên sớm nhất, nhanh nhất. Riêng đối tượng là quân nhân, bên cạnh việc được ưu tiên trong đến khám, bệnh viện phối hợp với đơn vị thiết lập hệ thống sổ riêng để thuận lợi trong theo dõi, tư vấn khám chữa bệnh. Một quân nhân phải có để cấp khi mà có những cái hiện tượng lạ hay là có những bệnh trong người thì được chuyển vào viện để kiểm tra cho cơ thể tốt hơn để đảm bảo cho việc học tập và rèn luyện. Những giải pháp của Bệnh viện Quân y 17 đã triển khai thời gian qua đã giúp cho người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế ngày càng cao, đồng thời thể hiện tính ưu việt trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, chăm lo tới sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của hậu phương chiến sĩ, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.